Xin kính chào quý vị và con nông dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai có 103 hecta quế bị sâu kèn gây hại, chủ yếu là tại xã Dân Hà, Phú Nhuận. Trong đó thì diện tích nhiễm nhẹ trung bình là 95,4 hecta, nhiễm nặng là 7,6 hecta. Thời tiết mưa ẩm và nhiệt độ tăng là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh tiếp tục phát triển gây hại trên diện rộng. Và để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu kèn gây ra, các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã đi kiểm tra thực địa các vùng trồng quế, khoanh vùng diện tích quế bị sâu kèn và mật độ sâu để khuyến cáo người dân các biện pháp phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng. Khuyến cáo chủ rừng cần phải tập trung phát dọn thực bì, vệ sinh đồi trồng quế, thu gom các cành bị nặng mang ra khỏi khu vực đồi quế. Còn với những diện tích nhiễm nhẹ, hái túi kèn bằng phương pháp thủ công ở những nơi có mật độ thấp, tuổi cây nhỏ, tập trung đốt, giết sâu khi còn nhỏ, sử dụng vòng dính, vòng độc để ngăn chặn sâu trong quá trình di chuyển qua lại giữa gốc và tán cây, nhất là các khu vực không thể sử dụng thuốc trừ sâu. Với diện tích nhiễm nặng thì cần sử dụng thuốc trừ sâu sinh học có hoạt chất abamectin để phun khi mật độ sâu cao, tuổi sâu non. Nhân dân cần phải chú ý trồng đúng mật độ, tỉa thưa hợp lý, đảm bảo độ thông thoáng cho rừng quế. Dự báo ngày hôm nay, cường độ mưa có xu hướng giảm dần tại miền Bắc nhưng vẫn duy trì trên 1/2 diện tích khu vực, tức là ở diện rải rác, với lượng mưa là từ 20 cho đến 40mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông thì có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần phải hết sức lưu ý. Sang tới ngày 16, mưa giảm dần chủ yếu xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Các khu vực khác chỉ có mưa vài nơi, trong ngày có nắng nhiều hơn. Riêng tại khu vực đồng bằng thì có nắng nóng trở lại và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Thế là bản tin ngày hôm nay sẽ là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và gặp lại quý vị bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.